chào mừng đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Máy thép Việt. Công ty Máy thép Việt được thành lập từ năm 1998 đến nay. Chúng tôi có hai nhà máy sản xuất tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích hơn 2 hecta và 2 văn phòng. Một văn phòng điều hành có trụ sở tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Một văn phòng đại diện tại Jakarta, Indonesia với đội ngũ nhân sự hơn 120 cán bộ công nhân viên chất lượng cao. Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi có nền tảng kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực thiết kế chế tạo và lắp đặt toàn bộ các loại máy cán nguội định hình kim loại, gia công cơ khí có độ chính xác cao, chế tạo dây chuyền tự động hóa. Chúng tôi luôn cập nhật các công nghệ tiên tiến, thiết kế mới, hiện đại và luôn mở rộng, cải tiến quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với dịch vụ hô mãi tốt, hỗ trợ sau bán hàng 24/7. Chúng tôi đã xuất thành công hơn 5.000 dây chuyền chất lượng cao cho hơn 500 khách hàng ở hơn 50 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Mexico, Colombia, Úc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Pakistan, Singapore, Angola, v.v. Máy thép Việt có 8 dòng sản phẩm chính. Các loại máy cán tấm lợp và sóng vách, sóng thẳng, sóng ngói, hai tầng, Biplock, Sinlock, sóng vách, dây chuyền khu cách nhiệt. Các loại máy cán tấm sàn, Bedeck, Bonneck, tấm sàn. Các loại máy cán thanh khung xương kết cấu UCZ, xà gồ, thanh dầm phụ, thanh hộp vuông, thanh kệ. Máy sản xuất phụ kiện, máy hút nóc sóng ngói, sóng thẳng, máy chấn vòm, máy cán máng xối. Máy chế biến tấm kim loại, máy xả cuộn, máy thu cuộn, máy gấp, máy cắt theo chiều dài, dây chuyền cắt xả băng, máy viền mép, máy chấn, máy cắt laser. Máy cán định hình các hình dạng đặc biệt, máy cán máng cáp, máy cán omega, máy làm tấm điện cực. Giải pháp kết cấu thép nhẹ Smart Frame. Bàn đỡ tự động UCZ, bàn đỡ tự động tấm lợp, tấm sàn, hệ thống sản xuất dây chuyền tự động hóa. Với hai nhà máy sản xuất mỗi tháng, chúng tôi xuất ra thị trường hơn 15 dây chuyền máy cán các loại. Nhà máy được đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại với 2 máy phay giường 3m và 6m, 6 trung tâm phay CNC, 6 máy tiện CNC cùng với các máy cắt laser, máy cắt dây, máy mài. Với phương châm, thành công của khách hàng là thành công của Máy thép Việt. Chúng tôi cam kết đã đang và sẽ tiếp tục cung cấp đến tay khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn qua hotline, email và website Vietsteel.